Xin kính chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới có nhiều sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng riêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh tuất, tháng canh dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quý, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bạo quang, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trần, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày canh tuất tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi giáp thìn mậu thìn ngày thổ hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khác mà được lợi ngày tuất lục hợp với bão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi sao thiên quan tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thụ tử xấu mọi việc trừ săn bắt sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao cô thần xấu đối với cưới hỏi sao âm thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, sao quỷ khóc, sáu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh mang tới cho bạn có được nhiều may mắn đồng hành nhờ vậy mà bạn tuổi Tý có thể đón nhận nhiều cơ hội trong công việc những cơ hội đó đều có tính hai mặt dù không ít khó khăn nhưng đồng thời cũng là bước đệm để cho bạn tuổi Tý có thể chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình. Nếu như bạn tuổi Tý làm tốt, chặng đường thăng quan tín chức của bạn mệnh sẽ được rộng mở hơn rất nhiều. Dù gặp phải áp lực, bạn tuổi Tý cũng cần phải bình tĩnh để đón nhận và linh hoạt trong cách xử lý. Chỉ khi kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra thì với bạn tuổi Tý mới có thể đi đúng đường và đạt được những thành tựu lớn lao. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí, lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khác cho thấy mối quan hệ về tình cảm của mạng tuổi tí không được suôn sẻ cho lắm rạn nứt càng ngày càng thêm nghiêm trọng hơn mỗi ngày nhất là khi cả hai đề cao cái tôi của mình mà không ai chịu xuống nước nhún nhường ai cả vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim có may mắn đồng hành tương lai rộng mở từ vi tuổi bính tý thuộc thủy được trao cho cơ hội thể hiện bản thân mình trong công việc từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa khó khăn thách thức đồng thời cũng là bước đệm để cho bạn tiến tới thành công từ vi tuổi canh tý thuộc thổ dù gặp áp lực cũng cần phải bình tĩnh để đón nhận và linh hoạt xử lý từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tình cảm nhiều trục trặc khi cái tôi của cả hai quá cao Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh cho nên bà tuổi Sửu đang có điểm báo có thể phải đối mặt với không ít phiền phức trong công việc và không thể giải quyết chúng trong một sớm một chiều được với bạn tuổi xỉu, bạn vốn là người chăm chỉ và có bản lĩnh, nhưng bạn cũng cảm thấy bó tay khi rắc rối này chưa qua, rắc rối khác đã tìm tới. Khó khăn là điều chẳng ai mong muốn gặp phải, nhưng nó cũng sẽ giúp cho bạn trưởng thành hơn khi đã vượt qua được nó. Bạn tuổi xỉu á, bạn cũng đừng bao giờ có sợ vấp ngã hay là phất thất bại. Nếu cứ mãi luận cuộn trong vòng an toàn do chính mình lập ra mà không chịu bất phá giới hạn, thì với bạn sẽ chẳng thể vượt qua được chính bản thân mình. Trong ngày này với bạn tuổi xỉu, cũng đang gặp ngày của thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề, bạn không thể thở ơ được, đừng có bao giờ nghĩ mình, vẫn quản trị ác thì có thể chủ quan với sức khỏe của bản thân, một khi đã ngã bệnh sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng cho bạn. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, công việc bế tắc, khó khăn ngập tràn, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không thể giải quyết rắc rối ngay lập tức, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa dũng cảm đối mặt với những khó khăn để thêm bản lĩnh, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên tự giới hạn bản thân mình trong vòng an toàn của chính mình, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc nên quan tâm tới sức khỏe của chính mình. Vài đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ tư này với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tốt phù trợ. Cho nên, bà tuổi dần trải qua một ngày ngập tràn hạnh phúc, tình duyên viên mãn gia đình êm ấm tạo động lực rất lớn cho bạn mạnh tuổi dần, thêm phần cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình. Ngày này đối với những bạn đang quản độc thân nếu như muốn thúc đẩy đào hoa, bạn nên năng nổ tham gia các buổi hội họp cùng bạn bè hơn nữa. Dẫu cho bạn còn rất nhiều công việc cần phải làm, nhưng đâu có thể lúc nào cũng vùi đầu vào công việc mà quên chăm lo cho hạnh phúc của riêng mình phải không? Ngày này, bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, sôi đường trị lối cho bạn, cho nên công việc của bạn tuổi dần có được sự suôn sẻ hơn rất nhiều. Bạn là người có ý chí tín thủ, luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân, cho nên không bị mất thời gian cho những điều vô bổ lại thêm trong ngày này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thủy sinh chua mộc phượng tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng rụng rịnh hơn hẳn bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu các hạng mục cá nhân hoặc là tự thưởng cho bản thân mình một món quà nho nhỏ để động viên sau những ngày vất vả vừa qua vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy gia đạo êm ấm tình duyên hạnh phúc từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa đối với những bạn đang còn độc thân nên chủ động tìm kiếm cơ hội gặp người khác phái tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ công việc suôn sẻ có mục tiêu rõ ràng tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tài lộc được rủng rỉnh thoải mái trong việc chi tiêu tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng chỉ mãi lao đầu vào công việc mà bỏ bê hạnh phúc cá nhân của mình và đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh lục quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tốt tuổi hợi Từ vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tuất mạo nhị hợp báo hiệu cho bạn trải qua một ngày có được nhiều may mắn đến với mình ngày này rất thích hợp để cho bạn mệnh tuổi mão tiến hành các kế hoạch như là ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn sẽ mang đến lợi nhuận cho cả hai bên. Bạn tuổi mão, bạn vốn là người biết lập ra những kế hoạch và tính toán cẩn thận với bạn nhận được sự tin cậy lớn lao từ bạn bè, đồng nghiệp và cả đối tác nữa. Giữa hai bên đạt được sự nhất trí cao và đồng tâm hiệp lực để cùng phát triển. Ngày này, bạn tuổi mạo cũng đang gặp được ngày có thiên ấn nhập cục. Đôi lúc công việc của bạn vẫn vấp phải không ít khó khăn, nhưng nhờ có được quý nhân dẫn đường trị lối, nên cuối cùng với bạn tuổi mạo vẫn có thể vượt qua được tất cả. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc càng khiến cho bạn mạnh tuổi mạo nhận được những lời rất rất đáng khiên ngợi, bạn được cấp trên đánh giá cao. Ngũ hành tương sinh giúp cho đời sống tình cảm của bạn tuổi mão khá chi là viên mãn tình cảm vợ chồng tình yêu lứa đôi hạnh phúc dạt dào luôn biết cách chăm lo cho đối phương bản mệnh tuổi mão khiến cho người ấy an tâm về bước đường tương lai chung lối về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy ngày may mắn ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn cho bạn tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa được người khác tin cậy, hai bên có sự đồng tâm hiệp lực để cùng phát triển, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, quý nhân giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc được đánh giá cao nhờ tinh thần cống hiến hết mình, tử vi tuổi quý mão thuộc kim tình cảm viên mãn, hạnh phúc dạt dào. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, công việc của bạn đang có điểm báo gặp phải nút thắt cổ chai do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi gây ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mâu thuẫn giữa bản mệnh và đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện càng thêm bế tắc bạn tuổi thìn bạn vốn là người có cái tôi khá lớn bạn luôn muốn lãnh đạo người khác và với bạn tuổi thìn đôi khi khiến cho những người xung quanh cảm thấy bạn quá ngang ngược và thiếu đi sự thỏa hiệp với mọi người thực ra với bạn tuổi thìn chỉ có ý tốt muốn công việc chung nhanh chóng được giải quyết chẳng qua là cách biểu đạt của bạn không khéo liếu mà thôi thời gian này bạn tuổi thìn tốt nhất là không nên vội vàng đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới đầu tư về tài chính, kẹo lại rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và thời điểm chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang có được thực thần chiếu mệnh, cho thấy, với bà tuổi thìn có thể nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ người mà bạn không ngờ tới nhất. Đây có là sự hỗ trợ rất kịp thời, nhất là khi bờ vai của bạn đang gánh quá nhiều trọng trách khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Từ vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, mâu thuận với đồng nghiệp khiến cho công việc bế tác, Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ thiếu đi sự khiếu léo khi đưa ra ý kiến trong tập thể. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần phải hạ thấp cái tôi cá nhân để không bị đánh giá là người ngang ngược. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên vội vàng đưa ra những quyết định về đầu tư tài chính. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy được người bên cạnh giúp đỡ vượt qua khó khăn. Vậy đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi thân... tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bà tuổi tỵ đang phải đối mặt với những sai lầm trong công việc mà đến chính bản thân mình không biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu nữa lúc này bà tuổi tỵ thực sự là hoang mang rối loạn vì không tìm được phương hướng giải quyết bản mạnh tuổi tỵ vẫn đang cố gắng rất nhiều nhưng dường như vận xui đang điêu bám lấy bạn không buông càng những lúc như vậy bản mạnh tuổi tỵ càng phải bình tĩnh và đừng có vội vàng buông tay đầu hàng những khó khăn với bà tuổi tỵ đừng quá căng thẳng, bởi muốn bước tới thành công, trước đó bạn sẽ phải vấp ngã và thất bại rất nhiều lần. Có như vậy, bạn mới thấy thành công đáng giá hơn rất nhiều và càng thêm trân trọng công sức của bản thân mình đã bỏ ra. Ngày này, bà tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho thấy về tình hình tài chính của bạn lại khá ảm đạm, thậm chí bạn còn có nguy cơ mất tiền nữa bạn đừng có xem thường những việc nhỏ có thể gây tác động lớn cho bạn, ảnh hưởng tới tương lai mà bạn không lường trước được nữa. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa hoang mang vì công việc gặp nhiều sai sót, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ muốn vượt qua rắc rối và thành công thì bạn cần phải bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi kỷ tỵ Thuộc mộc, phải có thất bại thì mới có thành công, đừng có vội nản lòng. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, vận trình tài chính ám đạm, không có được nguồn thu vào. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, có nguy cơ mất tiền, nên cẩn thận chi tiêu, quản lý về tiền bạc. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, thứ tư, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ, xiên tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn mệnh tuổi ngọ trải qua một ngày có nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là rất tốt cho những người đang còn độc thân. Bạn tuổi ngọ, bạn không còn có cảm giác chán nản và thất vọng vì tình yêu đơn phương mãi không được hồi đáp của mình thay vào đó bạn trở nên là con về tương lai và không để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng tới bản thân mình quá nhiều. còn đối với các cặp đôi sẽ mang đến cho bạn có được nhiều tin vui bất ngờ dù chỉ là một hành động nhỏ một câu nói của đối phương cũng khiến cho bạn mỉm cười suốt cả ngày. tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tử ngọ nên kiểm soát trong việc chi tiêu của mình cân đối việc mua sắm để tài chính được ổn định bạn đang tiêu pha quá lãng phí tiền bạc kiếm được khó chứ tiêu thì nhanh lắm vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim đào hoa nở rộ tình duyên êm đẹp tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đối với những bạn đang còn độc thân là quan hơn về tương lai không còn ủ rũ hay u sầu như trước nữa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tình cảm dành cho người nửa kia cứ lớn dần theo thời gian tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần phải có kế hoạch kiểm soát trong việc chi tiêu tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tiền bạc kiếm được không dễ dàng cho nên đừng có tiêu pha quá lãng phí vài đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 1, số 9, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi, thứ tư, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021, Ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi mùi dường như vẫn chưa thể vượt qua được những tổn thương trong chuyện tình cảm ở quá khứ. Con tim bạn vẫn còn rất đau đớn mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm của cả hai người. Dù với bạn tuổi mùi được rất nhiều lời khuyên rằng bạn nên quên đi những chuyện đã qua thì mới có thể tìm được hạnh phúc ở hiện tại. Nhưng điều đó với bạn thực sự là quá khó. Có thể nhìn từ góc độ người ngoài, mọi chuyện là quá đội đơn giản. Nhưng chỉ có mình bạn mới hiểu rằng chuyện chẳng hề dễ dàng như vậy. Cuộc đời vốn là vậy bạn sẽ luôn có những điều không mong muốn xảy ra và bạn nên học cách phải chấp nhận chúng. Hãy để cho sự lạc quan xuôi đường chỉ lối cho bạn, nhất là khi bạn đang trong giai đoạn thiếu đi động lực trầm trọng do ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh. Ngày này, bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc tác động lên sức khỏe của bạn. Bạn nên xây dựng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp, chăm sóc cho bản thân mình bằng các phương pháp tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho mình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim quá khứ chưa ngủ in khiến cho tâm trí của bạn bị dày vò, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, quên đi chuyện cũ, không phải là điều dễ dàng như mọi người vẫn nói. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa cần phải học cách chấp nhận những điều không vui trong cuộc sống. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, chỉ có suy nghĩ là con mới có thể khiến cho cuộc sống dễ thở hơn. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, nên xây dựng chế độ nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội phù trợ rất có thể bạn sẽ gặp được vận quý nhân trợ mệnh sẽ giúp cho bạn giải quyết được những rắc rối trong đang còn tồn động trong suốt thời gian vừa qua các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi thân trong ngày này cũng trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn đây là thời điểm tốt để cho bạn tuổi thân cân nhắc trong chuyện tình cảm của mình, lắng nghe điều con tim mình mong muốn và tìm ra phương hướng đi cần thiết. Các cặp đôi yêu nhau lâu có thể suy nghĩ đến những vấn đề tương lai, nhưng đừng quên hỏi ý kiến của nửa kia nữa. Đặc biệt là trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc, điều này khiến cho tinh thần của bạn rất chi là hứng khởi. Đến lúc này, bạn tuổi Thân với những kế hoạch về đầu tư của bạn đã dần khẳng định bạn đang đi đúng đường, đúng hướng, khoản lợi nhuận thu về ban đầu tuy là không lớn, nhưng dù mong đợi của bạn sẽ hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai vài tử vi tuổi giáp than thuộc thủy có quý nhân giúp đỡ để giải quyết những rắc rối tử vi tuổi bính than thuộc hỏa quan hệ xã giao hài hòa thuận lợi tử vi tuổi mậu than thuộc thổ đã đến lúc cân nhắc tương lai cho chuyện tình cảm tử vi tuổi canh than thuộc mộc công việc suôn sẻ tinh thần hứng khởi để làm việc tử vi tuổi nhâm than thuộc kim kế hoạch về đầu tư dần thu về lợi nhuận Vài đánh giá của bạn Tử Than trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Thì. tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang có được chính tài đỏ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn rất hanh thông và thuận lợi bà tuổi Dậu không có điều gì phải lo lắng về tài chính của mình nhờ cái nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính nhân lúc tiền được dư giã, bán mạnh túi Dậu đừng quên tích ra một khoản tiết kiệm để đề phòng những khi bất chắc. Một khoản tiết kiệm ổn định sẽ giúp cho bạn yên tâm hơn. Bên cạnh đó, ngày thứ tư này, bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho kim vượng. Cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất chi là êm đẹp. Nhưng dường như sự êm án này khiến cho bạn tuổi giàu lại cảm thấy có phần nhạt nhẽo, tình cảm lên xuống là chuyện bình thường. Đừng cố vì vài phút nông nổi mà đánh mất đi hạnh phúc quý giá của bản thân. Xem tử vi cho thấy, ngày này là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 20 tháng riêng năm Tân Sửu, với ba tuổi giàu không nên trị bệnh ở vai về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tài lộc được hanh thông nhờ có được nguồn thu ổn định tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nên có một khoản tiết kiệm định kỳ để đề phòng lúc cần thiết tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ cái chuyện tình cảm êm đềm không có sóng gió tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng vì một phút rung động nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại tử vi tuổi quý dậu thuộc kim ngày này không nên trị bệnh ở vai Vậy đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi Tốt, thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt, xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh giúp cho cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi tuất thêm phần được thuận lợi suôn sẻ nhờ vậy mà tài lộc đổ về nhà ầm ầm và có thể nói lúc này bạn mệnh tuổi tuất không gặp phải khó khăn gì trong chuyện kiếm tiền Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi tốt, không nên tham lam mà để chữ lợi chia mở mắt, mù quáng đầu tư vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao, nghe theo những lời xúi dục đường mật của người khác. Ngũ hành tương xung cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi uy tuất trong ngày này cũng không được tốt đẹp như bạn tưởng. Nếu bạn cảm thấy rằng có điều gì đó không thực sự còn hiệu ích, phù hợp với cuộc sống của mình thì đừng có ngại ngần cắt đứt để bắt đầu một guồng quay mới tích cực và thích hợp hơn với mình. Ừ. Trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, tức là ngày 20 tháng riêng năm Tân Sửu này, nếu như bạn xuất hành đi đâu thì cũng nên ưu tin những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tài lộc dư dả nhờ kinh doanh làm ăn thuận lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ đừng vì tham lam mà đầu tư mù quáng vào các lĩnh vực rủi ro tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nên rất khoát tách khỏi những mối quan hệ không lành mạnh tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sức khỏe được cải thiện sau thời gian luyện tập điều độ tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên chọn hướng xuất hành may mắn nếu như có việc phải đi xa và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi hợi trong ngày này đang có điểm báo gặp không ít khó khăn thử thách khi bạn đang gặp ngày có thiên quan ngáng trở có quá nhiều điều mới mẻ làm cho bạn tuổi hợi cần phải nhanh chóng để làm quyền và giải quyết chúng trong thời gian ngắn song năng lực của bạn lại có hạn cái điều đó khó có thể đảm bảo cho mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi là bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi các kiến thức chuyên môn cũng như là kinh nghiệm của những người đi trước. Chẳng ai có thể giúp đỡ cho bạn mãi ngoài chính bản thân mình, cho nên hãy tự trang bị kiến thức là điều rất quan trọng. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày của Thủy khí vượng cho thấy bạn tuổi Hợi cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn đừng nghĩ rằng công việc là tất cả của cuộc sống nếu như sức khỏe của bạn suy yếu thì sự nghiệp có thành công đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì ngày này Xem tử vi cho chúng ta thấy với bạn tuổi Hợi hôm nay là ngày 20 tháng giêng năm Tân Sửu rất thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa khai trương giá thú kiện tụng tránh cái việc kiện tụng tranh chấp. Bạn mạnh nên sắp xếp công việc phù hợp để có thể thêm phần may mắn với mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc nhiều thách thức mới mỉa nhưng năng lực lại có hạn. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nên dành thêm thời gian để tự học thêm kiến thức chuyên môn. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng có ngần ngại học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim dù bận rộn cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy ngày này rất tốt cho bạn xuất hành khai trương, giá thú và bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm vận may cho mình. Về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.